Bộ trưởng Phan Văn Giang đã báo cáo với Đại tướng Phạm Văn Trà những thành tích tiêu biểu của cán bộ chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong năm 2022, bày tỏ mong muốn Đại tướng Phạm Văn Trà tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến quý báu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo xây dựng quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đại tướng Phạm Văn Trà cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là cá nhân Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã đến thăm và chia sẻ nhiều thông tin quan trọng quý báu. Đồng thời, vui mừng trước những kết quả của quân đội đã đạt được trong thời gian qua và mong muốn cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.